Xin kính chào các bạn và các vị. Ở đây mình đang có hộp một chiếc sản phẩm điện thoại di động do Sơn Tùng làm ra. Thực ra mình đùa thôi, Sơn Tùng chính là người đại diện của sản phẩm này. Đó chính là Oppo Neo 5. Vâng, một thiết bị có cái hộp khá là nhỏ nhắn bằng đúng 4 ngón tay của mình. Để mình sẽ mở hộp ra xem thiết bị này có gì đặc biệt nào. Một vài thông tin được in ra phía sau hộp của máy, như là màn hình 4.5 inch, độ phân giải 854x480, 8 MP, nó sử dụng công nghệ Pure IMX 2.0, một trong những công nghệ chụp ảnh nổi tiếng của Oppo. Camera tự sướng 20 MP, và trên máy này thì có 4 nhân vi xử lý cũng như là 1GB RAM. Thông số đấy thì đấy ghi ở đây nhưng mà mình đọc được trên mạng đấy. Và mình sẽ mở hộp sản phẩm này ra. Chắc là cũng không cần phải dùng máy phá siêu đâu, vì cái này lớp màng nó mỏng lắm. Mà mỏng thế này thì mình chỉ cần dùng tay để làm rách thôi. Cho anh em đủ hiểu mà. Đậu xanh, chắc là mình phải dùng dao thôi. Mình nó quá tự tin mà kỹ năng dùng tay của mình nhưng có vẻ như là không thành. Đây là lớp siêu bên ngoài của Oppo Neo 5. À, nó thiết kế hộp khá là hay. Sẽ có một cái hộp màu trắng bên trong nữa. Tuốt ra. Uầy, đây là phiên bản màu đen của mình. Tiếc quá, mình cứ tưởng có màu trắng cơ. Bên ngoài in hộp màu trắng, hóa ra bên trong lại là màu đen. Anh em đi mua hộp nhớ đọc màu máy ở bên ngoài trước nha. Xem trong hộp có gì nào. Chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng của Oppo Neo 5. Mọi người sẽ có cục sạc, các cái nối micro USB. Và cuối cùng là chúng ta có một cái tai nghe. Đây là tai nghe dạng thường chứ không phải là tai nghe nút của Oppo. Như vậy đây là toàn bộ phụ kiện có sẵn trong Oppo Neo 5. Thả là cái hộp của nó đóng bé tí như vậy vì sản phẩm này có kích thước cũng rất là nhỏ gọn. Ngoài ra các phụ kiện được sắp xếp gọn và trật tự. Quay trở lại với Oppo Neo 5 thì mặt trước và mặt sau nó được dán một cái lớp giấy bóng. Mình sẽ bóc ra và đây là lý do tại sao Oppo họ dán. Toàn bộ hai cái mặt này là đều làm phẳng. Nếu các bạn lần đầu tiên nhìn vào sẽ thấy nó giống như là một cái lớp kính. Tức nghĩa là ngôn ngữ thiết kế gần giống với dòng R như là Oppo R1 của họ, là mặt trước sau làm bằng kính bóng bẩy. Nhưng thực chất đây là nhựa. Và nhựa này thì được làm giả giống như kính vậy. Nó gần giống như một tấm gương. Và khi các bạn nghiêng ra ngoài trời thì cái độ đậm nhạt của màu đen sẽ thay đổi tùy theo góc nhìn của ánh sáng. Đây là một ngôn ngữ thiết kế khá là hay. Các bạn cũng có thể gọi đây là màu xanh đen cũng được, hay là vàng trắng thì là một phiên bản khác. Mình thích màu vàng trắng hơn vì khung viền sẽ là màu vàng champagne nhìn rất sang. Theo cái đấy mặt lưng trước sau sẽ là màu trắng. Còn cái này thì phần khung viền các bạn sẽ là màu xanh đậm, mặt trước sau sẽ là màu đen. Ở đây chúng ta sẽ có camera 8 MP, đèn flash LED. Nó bên dưới sẽ có lòng ngoài. Và đương nhiên thì Oppo vẫn sẽ cho chúng ta khả năng bóc được nắp lưng. Sau khi bóc nắp lưng ra, bên dưới mọi người sẽ tìm thấy khay cắm SIM cũng như khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Nó có một cái khay là nano SIM và một khay micro. Uầy, dị vãi. Vâng, Oppo đã đóng chết pin vào trong máy, không cho thay được pin. Lần đầu tiên một sản phẩm dòng Neo mà lại thiết kế có pin được đóng sẵn trong máy như thế này, không thay thế được pin như mọi người. Ở bên cạnh phải mọi người sẽ tìm thấy phím tăng giảm âm lượng. Ở bên cạnh trái là phím nguồn. Bên dưới là cổng sạc micro USB, mic thoại. Và bên trên là jack cắm tai nghe 3.5mm. Mặt trước là mọi người sẽ có màn hình là 4.5 inch, độ phân giải 854x480. Nó có camera tự sướng 20 MP. Bên dưới là phím menu, home và một phím back, cảm ứng quen thuộc của Oppo đặt ra bên ngoài màn hình, họ không đặt ở bên trong. Sản phẩm này hiện nay đang sử dụng vi xử lý MediaTek 4 nhân. Nó có 1GB RAM và đã chạy sẵn trên nền tảng Android 4.4. Không phải là 4.3 như một số thím đọc trên mạng đâu nha. Chiếc máy này là cài sẵn Android 4.4 và tùy biến với giao diện ColorOS 2.0. Thì sau khi khởi động lên, đây là giao diện ColorOS 2.0.1, khá là quen thuộc đối với những ai đang sử dụng Oppo như mình. Thì giao diện của chúng ta sẽ được bày ra toàn bộ các home screen ra màn hình chính. Ở nơi đây thì người dùng cũng có thể thay thế được theme. Oppo sẽ trang bị một kho theme riêng để người dùng có thể thoải mái download về. Đây là giao diện mới tương tự như Oppo N3 hay R5, đi sẵn với một số hình nền nhìn rất đẹp và đáng yêu. Ở đây thì chiếc Oppo Neo 5 của mình có trang bị một số tính năng thông minh mà mình đánh giá khá là cao, như là tính năng Double Tap để chúng ta thoải mái mở khóa máy mà không sử dụng phím cứng. Trong trường hợp chúng ta truy cập nhanh camera cũng vẽ chữ O tròn như thế này sẽ mở nhanh vào phần camera. Hay là khi mà các bạn đang mở màn hình lên thì người dùng có một số tính năng như là vuốt 3 ngón tay để chúng ta có thể chụp ảnh màn hình này, sử dụng 2 ngón tay để điều khiển âm lượng tăng giảm. Đấy, thì với Oppo thì hầu như người dùng chẳng bao giờ phải sử dụng phím cứng làm cái quái gì cả. Chẳng có biết quan tâm phím cứng ở đâu, muốn khóa máy gì Double Tap là phím home, lập tức sẽ khóa máy được luôn. Một số bạn cứ thắc mắc là tại sao Oppo Neo 5 có mức giá như vậy và khi mà cấu hình của nó không quá nổi trội so với người tiền nhiệm. Thì thực ra Oppo Neo 5 năm nay tập trung nhiều đó là về thiết kế như mình đã nói. Đó là ngôn ngữ của nó với mặt trước sau, thời trang, bóng bẩy, hiện đại, với màu vàng champagne, đường viền hai tông màu. Thì ngoài ra thì trong phần camera là cái mà Oppo nhấn mạnh nhất. Năm nay thì Oppo Neo 5 được tích hợp sản phẩm đầu tiên ở phân khúc giá rẻ có camera Pure IMX 2.0. Với camera này của Oppo họ nhấn mạnh về chất lượng. Tự động chỉ cần giơ lên chụp là đã đẹp rồi. Máy khả năng chỉnh được độ phân giải là 8 MP và quay phim ở độ phân giải HD 720p. Ở đây thì Oppo Neo 5 đi kèm với nhiều tính năng camera thú vị, như là cho ta chế độ chụp beauty, HDR, panorama,
chụp ảnh kèm âm thanh, chế độ chụp ảnh động, chế độ chụp ảnh phơi sáng kép. Và hôm sau mình sẽ có bài đánh giá chi tiết về camera của nó riêng. Như vậy mình hoàn thành xong bài mổ hộp về chiếc Oppo Neo 5. Các bạn cảm thấy video đừng quên like, share với bạn bè. Mời comment chia sẻ bên dưới video các bạn thích muốn so sánh với sản phẩm nào hay là muốn tìm hiểu gì về nó. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.